Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi mà không thể bỏ qua, ngay bây giờ hãy cùng mình theo dõi nhé. Decor theo phong cách Hàn Quốc đang là xu hướng được phần lớn người trẻ hiện nay theo đuổi khi bắt tay vào F5 cho căn phòng của mình. Mới đây, cô nàng Nguyễn Hồng Vân ở Hà Nội đã chia sẻ thành quả hô biến căn phòng vỏn vẹn 18m² thành không gian chuẩn Hàn, khiến mọi người phải thả tim dần dần vì có xuất sắc. Với niềm đam mê decor nhà cửa, cô nàng này đã trổ tài tân trang lại căn phòng với tổng chi phí chỉ với 15 triệu đồng. Vân chia sẻ, cô nàng từ bỏ công việc là một nhân viên ngân hàng để bén duyên với làm homestay, rồi lấn sân sang cả ngành thuê và cho thuê, cốt chỉ để thỏa mãn đam mê decor nhà cửa của mình. Được biết, đây là căn phòng mà Vân tâm huyết nhất, tự tay thiết kế và set up toàn bộ nội thất cũng như không gian căn phòng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc với màu sắc chủ đạo được sử dụng là màu trắng cùng với màu gỗ sồi sáng để làm tăng diện tích cho căn phòng. Pop up thêm một vài màu sắc pastel để làm điểm nhấn. Toàn bộ quá trình thiết kế và decor mất khoảng 2 tuần. Bên cạnh đó, điểm nhấn đặc biệt nhất của căn phòng chính là bố cục và cách bài trí các vật dụng trong nhà. Vân chia sẻ, mình thì thích các không gian nhỏ hơn là các ngôi nhà to và đặc biệt thích decor trang trí và makeover nhà cửa. Nhà càng xấu lại càng thích biến đổi nó vì sau khi nhìn thành quả thấy đã lắm ý. Sở thích này cũng đặt ra cho cô nàng một bài toán khó, đó là phải tính toán làm sao để căn phòng vừa đầy đủ tiện nghi lại không bị giới hạn về không gian. Chính vì thế, điều mà Vân quan tâm nhất khi bắt tay vào decor phòng chính là kích thước đồ đạc và sắp xếp layout sao cho hợp lý. Ngoài việc sử dụng màu sắc, Vân cũng chú trọng những đồ vật nhỏ xinh, ưu tiên vật dụng treo tường để không tốn diện tích mặt đất. Chia sẻ về chi phí cải tạo căn phòng, Vân cho biết, khó khăn lớn nhất là diện tích nhỏ và ngân sách ít nên khi bắt tay vào làm cần tiết kiệm mà vẫn phải đẹp. Trừ những đồ decor nhỏ có sẵn thì chi phí để cải tạo căn phòng ước tính vào khoảng 15 triệu đồng, bao gồm việc sơn sửa lại và mua mới toàn bộ đồ dùng. Giá của mỗi khoản chi đều không quá 3,5 triệu đồng. Với cách bài trí và thiết kế khoa học, cô nàng Nguyễn Hồng Vân đã thành công trong việc hướng tới tiêu chí rẻ mà chất của đại đa số người trẻ hiện nay khi cải tạo phòng. Đối với Vân, cô nàng cảm thấy công việc này vô cùng ý nghĩa vì vừa thỏa mãn đam mê, vừa góp phần làm đẹp không gian sống cho bản thân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh để liên tục cập nhật những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.